mihi animas cetera tole. Xin cho tôi các linh hồn, mọi sự khác xin cứ lấy đi. Xin chào quý vị khán thính giả, đặc biệt các bạn trẻ đến với chuyên mục điểm tin trong tuần của kênh truyền thông Salajin Đông Bosco với các tin chính sau. Một số thông tin về giáo hội, các thông tin về tu hội Salajin Đông Bosco và suy niệm lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Một số thông tin về giáo hội, các nghi lễ Đức Thánh Cha cử hành trong tuần thánh và phục sinh được truyền hình trực tiếp. Chủ nhật lễ lá Tam Nhật vượt qua và lễ phục sinh được cử hành tại bàn thờ ngay tòa Thánh Phêrô bên trong đền thờ, nghĩa là bàn thờ phía sau bàn thờ tuyên xưng đức tin và không có sự tham dự của giáo dân. Đã không có thanh lễ truyền dầu mà theo truyền thống thường được cử hành vào sáng thứ năm tuần thánh. Theo sắc lệnh mới của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, các giáo phận có thể dời thánh lễ truyền dầu sang một thời gian khác. Lúc 6 giờ chiều thứ sáu tuần thánh ngày 10 tháng 4, Tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành nghi lễ tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu. Trong hoàn cảnh phòng ngừa đại dịch, nghi lễ tưởng niệm cuộc thương khó được cử hành hết sức đơn sơ, không có sự tham dự của đông đảo tín hữu như mọi năm. Đức Thánh Cha cũng chủ sự đi đàn thánh giá vào thứ sáu, 10 tháng 4. Các bài suy niệm đàn thánh giá năm nay được văn phòng tuyên úy nhà tù Due Palazzi ở thành phố Padova biên soạn, đón nhận lời mời của Đức Thánh Cha Francisco 14 người đã suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta bằng cách tái hiện nó trong cuộc sống của họ. Trong số này có 5 tù nhân, một gia đình nạn nhân của một vụ giết người, con gái của một tù nhân bị kết án trung thân, một nữ giáo viên của nhà tù, một người giám thị, một bà mẹ của một tù nhân, một giáo lý viên, một tu huynh tình nguyện viên, một nhân viên cảnh sát nhà tù và một linh mục bị tố cáo và sau 8 năm xét xử đã được tuyên bố vô tội hoàn toàn trong niềm vui phục sinh chúng ta nhận được tin tốt lành từ tuần trước và hân hoan loan báo tới toàn thể quý vị đó là ngày sáu tháng 4 năm hai hai mươi tối cao pháp viên úc đồng thanh kết luận đức hồng y george bell hoàn toàn vô tội với tỷ số tuyệt đối bảy trên bảy ngài được trả tự do trong một vài giờ sau lệnh công bố này từ nhà tù baghlan gần Geelong thuộc tiểu bang victoria tại ơn chúa hallelujah hallelujah tránh án tòa án tối cao susan kiefel đã đưa ra phán quyết tại Brisbane, nơi bà cư trú lúc 10 giờ sáng thứ Ba ngày 7 tháng 4, theo giờ địa phương. Trước đó, trong hai ngày 11 và 12 tháng 3 năm 2020, tối cao Pháp viện Úc đã nghe các lập luận của các luật sư biện hộ cho Đức Hồng Y Pell và phía công tố là những người muốn duy trì bản án. Hàng trăm người công giáo Việt Nam và cả một nhà sư Phật giáo đã xếp hàng dọc theo lối vào tối cao Pháp viện cầu nguyện và hát thánh ca nhằm bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Đức Hồng Y Pell. Đức Hồng Y George Pell, một người quyết liệt, chống đồng tính, vì thế người ta gán cho Ngài vào chính cái tội khốn nạn mà Ngài lên án gay gắt nhất. Theo cáo buộc được đưa ra vào ngày 15 hoặc 22 tháng 12 năm 1996, sau một trong hai thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ St. Patrick của Melbourne, mới được trùng tô, Đức Tổng Giám mục Pell cao 6 feet 3 inch, tức là 1m95, đã rời bỏ vị trưởng ban nghi lễ, người mang mũ máu, người mang quyền trượng và tất cả những người khác để rời khỏi đám rước kết lễ rất trang trọng và theo hai cậu bé 13 tuổi trong hợp sướng là những người phải đi thẳng đến buổi diễn tập cho lễ Giáng sinh vào phòng áo phía sau bàn thờ. Ở đó sau khi la rời các ca viên dám uống rượu lễ, Ngài đã lạm dụng cả hai em này trong thời gian 6 phút trong khi cánh cửa phòng áo vẫn mở toang. Chúng ta hãy cùng tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau vì những lời cầu nguyện cho Đức Hồng Y Pell, cho công lý được hiện trị, các sự thất bại của những mưu toan biến các giáo sĩ vô tội và các nhân viên mục vụ khác trở thành nạn nhân của các vụ bôi nhọ danh dự thông qua các cáo buộc sai trái hoặc tệ hơn trở thành các tội phạm bị kết án và giam cầm vì các tội ác thật tồi tệ mà họ không bao giờ phạm ước nguyện rằng chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và làm tất cả những gì có thể làm được để hàng giáo sĩ và những người tìm kiếm công lý dám lên tiếng mạnh mẽ như tiên tri trẻ Daniel khi bà Susanna bị hai tên thẩm phán băng hoại buộc tội vì bà đã dám từ chối những lời dụ dỗ của chúng giáo hội tại Việt Nam thư kêu mời quyên góp giúp đỡ của Hội đồng Giám mục Việt Nam được ký xác nhận bởi Đức Tổng Giám mục Tổng giáo Phận Huế Du Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam xin được trích dẫn một số đoạn trong lá thư này. Tôi kêu gọi tất cả tín hữu công giáo Việt Nam, tôi cũng ước mong mọi thành phần xã hội Việt Nam hãy làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những người đang gặp thử thách gian nan vì trận đại dịch đầy thách đố này. Cần chỗ bạn bao nhiêu người khốn khổ đang chờ, Hãy bắt chước các người hảo tâm ở Sài Gòn, dựng cây ATM phát 1,5 kg gạo miễn phí 24 trên 24 giờ cho bất kỳ ai. Hãy làm như anh Nguyễn Phan Huy Khôi ở Hà Nội, gói sẵn quà để trước nhà với thông điệp khiêm tốn, nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác. Mỗi người một sáng kiến như thế, Việt Nam sẽ trở thành một đất nước quê hương của tình nhân ái, nghĩa đồng bào. Hãy liên kết với nhau với tôn giáo, với tổ chức từ thiện, với bạn hữu, với mọi người không phân biệt phương vị. Hãy đến với bất kỳ ai không phân biệt thành phần xã hội hay niềm tin tôn giáo. Không ai có thể cho cái mình không có. May mắn là cũng không ai nghèo đến độ không có gì để cho. Theo giáo huấn của Chúa Giêsu, tha nhân là chính Chúa. Mỗi lần các bạn làm như thế cho một trong những người nhỏ bé nhất của ta đây là các bạn đã làm cho chính ta vậy. Tôi cầu chúc người công giáo tìm thấy niềm vui và sự bình an trong tam nhật thánh và mùa phục sinh qua việc dấn thân phục vụ người nghèo tôi cầu chúc mọi người thành công trong chiến dịch biến đại dịch thành mùa xuân yêu thương. Sau đây xin mời quý vị đến với các thông tin về tu hội Salesian Đông Bosco. Đại dịch Covid-19 đang xảy ra ở khắp nơi. Để đáp lại lời mời gọi của cha bề trên kẻ cũng như các bề trên tổng cố vấn, các nhóm trong gia đình Salesian đã và đang tổ chức nhiều hoạt động bác ái để hỗ trợ những nạn nhân đang trong tình cảnh khó khăn. Trước hết, cha bề trên kẻ đã phát đi một thông điệp mời gọi toàn thể gia đình Salesian hãy quảng đại chia sẻ huynh đệ để hỗ trợ các nạn nhân trong cơn dịch bệnh. Sau đó, sư huynh tổng quản lý và cha tổng cố vấn đào luyện cũng đã hướng dẫn những cách thức cụ thể. Những lời mời gọi này đã được đăng tải trên website bosco.link. Cha bề trên kẻ đã nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha khi Ngài ban phép lành tòa thánh Orbi et Urbi, hôm 28 tháng 3 vừa qua. Ngài cũng mời gọi các thành phần trong gia đình Salajian hãy phát huy những sáng kiến trong việc giáo dục và mục vụ để dấn thân phục vụ tha nhân trong giai đoạn đầy khó khăn hiện nay. Cha Alfred Maravilla, tổng cố vấn truyền giáo và sư Muller, tổng quản lý, cũng lập một mạng lưới liên kết các văn phòng video phát triển và kế hoạch và khoảng 50 cơ sở từ thiện xa riêng để phân phối các nguồn tài chính đến những nơi cần thiết nhất. Các ngài cũng đã huy động được 44 tình nguyện viên, gồm các anh em xa riêng và cả người đời, để họ lên đường dấn thân phục vụ tại những nơi đang gặp khó khăn. Cha George được chỉ định làm điều phối viên trong công việc này. Cụ thể, chúng ta thấy có nhiều hoạt động bác ái ngay trong miền EEO của chúng ta, Ví dụ, nhiều cộng đoàn xa lây riêng ở Cebu, tỉnh dòng Nam Philippines đã mở cửa tiếp nhận các nạn nhân để họ có nơi cư trú và được chăm sóc thuốc men. Các thầy trong cộng thể đào luyện Sandor và cộng thể Paranyake đã làm nhiều khẩu trang để phân phát miễn phí cho mọi người. Các anh em cựu học viên Đông Bosco tại Hồng Kông đã quyên góp và gửi về Milan nhiều thùng khẩu trang để giúp phòng bệnh. Tại Đông Timor, trong khi cơn dịch bệnh đang lan rộng khắp nơi, ác tỉnh Đông Timor cũng phát động chiến dịch trợ giúp những gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra. Cha Yuao Roque, giáo sứ đức mẹ phù hộ thuộc nhà tỉnh cùng với ban hành giáo đã đi thăm những gia đình nghèo trong giáo xứ và trợ giúp phần nào về vật chất để nâng đỡ họ trong tình cảnh hiện nay. Còn tại Ấn Độ, tỉnh dòng Hyderabad, các tu viện riêng và giới trẻ lớn lên trong đoàn sống riêng đã thành lập công cuộc người Samaritan nô nhân hậu dành cho người gặp khó khăn khởi đi từ những gì mình có. Nhiều trẻ sống tại các cơ sở của Đông Bosco, Navajinvan. Trong bối cảnh khẩn trương như hiện tại như đoàn sống của mình sa lê dương quan tâm trước hết về giới trẻ đặc biệt những trẻ nghèo khổ nhất cô độc và kém may mắn nhất chăm sóc họ là sáng kiến đầu tiên đã được thực hiện các nhà đông bosco navajivan cuộc sống mới trở thành nơi cư ngụ và tái định cư cho trẻ đường phố và giới trẻ nguy hiểm trong thời gian giới nghiêm trẻ vẫn được giữ lại với hướng dẫn cẩn thận về những gì được làm và không được làm nhằm ngăn ngừa virus corona cùng với các khu vực sức khỏe và vệ sinh các bạn trẻ được mời gọi cùng cộng tác trong công tác của người riêng tại Ấn Độ. Họ cùng tham gia cộng tác giáo dục mọi người tầm quan trọng phát triển thói quen vệ sinh cá nhân trong khi tránh lây lan virus từ người này sang người khác và trong việc phân phát khẩu trang, trái cây và dụng cụ dự phòng y khoa cho từng gia đình. Còn tại Pháp với hơn 93.000 ca nhiễm virus, nước Pháp đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng ca nhiễm COVID-19. Mặc dù nhu cầu ngưng mọi hoạt động nhằm hạn chế lây lan truyền nhiễm, gia đình Salajeng có nhiều sáng kiến dưới khẩu hiệu Bano với hai từ then chốt liên đới và chia sẻ. Salazien ở Paris đã chia sẻ một video mạng lưới giới trẻ Salazien đề cập thông điệp của Đức Thánh Cha về cơn bão đã dịu xuống. Ngoài ra qua YouTube, các ngài tổ chức các khóa học sân khấu cho trẻ. Maria Lê cho video hướng dẫn văn phòng một vụ giới trẻ thiết lập khoản trợ cấp mang tên sống phục sinh trong sự khác biệt. Với sự phối hợp với các tổ chức khác, hàng loạt sáng kiến về tình liên đới được tổ chức tại Học viện Đông Bosco, Gradinan, Khóa học sơ cứu cho gia đình, sửa chữa và phân phát tủ lạnh cho gia đình khó khăn, gieo hàng tận nhà. Trong giai đoạn này, Học viện Le K. KN dấn thân sản xuất khẩu trang bảo hộ cho sức khỏe công dân. Cũng vậy, trường trung học phổ thông Don Bosco Chin Diac ở Toron Lesban gom găng tay và thiết bị y tế cho nhân viên y khoa. Gần Lyon, Học viện Con Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu Thánh Lorenzo tại Escoli, 30 học viên tốt nghiệp ngành giáo dục và giám sát giáo dục đã tình nguyện chương trình an toàn sức khỏe xã hội theo lời kêu gọi của tổng thống. Tổ chức giáo dục Salzgirn Verlehorn đã chuẩn bị chương trình nền tảng mang tên Virus Corona thách đấu giáo dục. Chương trình này cung cấp những ý tưởng thiết thực tổ chức hôm nay và chuẩn bị cho tương lai. Về đời sống thiêng liêng cộng thể Salzgirn Tassin truyền hình trực tiếp thánh lễ trên trang giáo xứ cũng như trên Facebook cộng thể Agnelluli cũng làm như thế mỗi buổi tối lúc 19 giờ và chủ nhật lúc 10 giờ trên trang Facebook của giáo xứ, YouTube và website của giáo xứ. Bên cạnh thánh lễ, cộng thể Salyian Phép cũng chia sẻ giờ kinh sáng và kinh chiều trên trang web của giáo xứ. Còn tại Mexico, cộng đoàn Salyian Padre Chava đã mở cửa để phục vụ cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn là những người sống bên lề xã hội. Trung tâm hỗ trợ tại đây vẫn tiếp tục phục vụ cho những người di dân không có đủ khả năng để mua lương thực cũng như chia trẻ các khoản về dịch vụ chăm sóc y tế. Vì số người gặp rủi ro do virus ngày một tăng lên, những nỗ lực của các xa riêng và những người cộng tác để phục vụ phải tăng lên gấp đôi. Trong khoảng hơn 3 tuần trở lại đây, các xa riêng mời gọi mọi người nhận sự trợ cấp tại nhà và ngồi ăn trên bàn để tránh sự tụ tập đông người. Tuy nhiên, trung tâm này vẫn mở cửa trễ hơn một tiếng rưỡi so với trước đây để phục vụ cho những ai cần thiết, với hơn 1.200 phần thức ăn mang đi, bao gồm thức ăn, trái cây, nước và nhiều thứ cần thiết khác. Tại Peru, Cha Rolando Ramos Guia, SDB. Cho dù ngài đã 92 tuổi nhưng tinh thần luôn trẻ trung và hết lòng vì người trẻ. Và dù đang trong thời gian cách ly xã hội vì Covid-19, nhưng ngài vẫn giúp đỡ những người dân nghèo ở Peru và Venezuela khi họ cần đến sự trợ giúp của ngài sau 21 ngày bị cách ly hoàn toàn. Giờ đây, Cha Ramos cũng đang đối diện với cơn đại dịch, nhưng tuổi tác không làm ngài lo sợ. Thay vì sợ bị lây nhiễm, ngài vẫn tiếp tục phục vụ Chúa giữa những người nghèo như trước đây ngài vẫn làm nhưng trong sự tín thác và sự khôn ngoan và quan phòng của Thiên Chúa. Tại tỉnh dòng riêng ở Antilles, bao gồm các nước Cuba, Puerto Rico và Cộng hòa Dominica, tiếp tục với các công tác với các thẩm quyền địa phương để trợ giúp người dân trong thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19. Các phương tiện truyền thông xã hội và hai đài phát thanh đã được các riêng tận dụng cách triệt để và sáng tạo, để qua đó có thể truyền đi những sứ điệp đức tin và hy vọng ngay trong thời gian đại dịch. Những hoạt động này đã và đang mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực như giao lưu trực tuyến, cử hành bí tích, tĩnh tâm, chầu thánh thể và suy luyện lời Chúa hàng ngày. 35 trường học xa lây dương của tỉnh dòng ở ba quốc gia này đã ngưng hoạt động. Nhưng dù cho phải chịu sự bất lợi của hoàn cảnh hiện tại, thì các trường này vẫn thực hiện những khóa huấn luyện trong một cách rất thiết thực qua hình thức trực tuyến. Các nguyện xá và các trung tâm trẻ vẫn duy trì được sự gặp gỡ thường xuyên với sự đồng hành của Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ bằng hình thức trực tuyến Họ được chuẩn bị tâm hồn để cử hành mầu nhiệm vượt qua và trong một cách thiết thực, họ cùng nhau chuẩn bị cho ngày đại hội giới trẻ truyền thống trong mùa phục sinh. Ở một số trung tâm của mạng lưới Mukacos y Mukacas con Don Bosco còn có dịch vụ hỗ trợ để phân phát thức ăn. Một trong những trung tâm khác của Salazion là trung tâm tham Tamir vẫn tiếp tục mở cửa để phục vụ cho các trẻ em, các thanh thiếu niên nghèo, trẻ hè phố nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm. Cha Francisco Batista, giám tỉnh thịnh dòng Antilles, chia sẻ, nếu cần thiết có thể sử dụng các cơ sở của chúng tôi để phục vụ cho việc cách ly những người bị nhiễm COVID-19, đặc biệt là cho các trẻ em nghèo. Các cộng đoàn cũng thực hiện lời mời gọi của cha giám tỉnh, cổ võ tình đoàn kết, cầu nguyện và hỗ trợ các biện pháp luân lý để bao có thể giúp những người thiếu ý thức biết về sự nguy hại và tác hại kinh khủng của bệnh dịch. Mọi người đều ý thức rằng chúng ta không phải chỉ thuộc về gia đình Saleh riêng nhưng còn thuộc về một gia đình nhân loại rộng lớn hơn đặc biệt trong thời điểm đầy khó khăn hiện nay sau đây xin mời quý vị đến với suy niệm lời Chúa Chúa nhật phục sinh Chúa đã phục sinh Hallelujah Hallelujah Chúa nhật phục sinh chúng ta suy niệm về sự phục sinh từ cõi chết sau cuộc khổ nạn thập giá của Đức Giêsu Linh mục Gioan Bautista Trần Văn Hào SDB đã có bài suy niệm tin mừng Gioan chương 20 từ câu 1 đến câu 9 đăng trên trang dongboscovit.info với ba phần chính: Chúa đã trỗi dậy, ngôi mộ trống và kết luận. Mầu nhiệm phục sinh là nền tảng căn bản của niềm tin Kitô giáo. Thánh Phaolô đã xác quyết nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi và đức tin của anh em hoàn toàn trống rỗng và chúng ta là những kẻ đáng thương nhất trong tất cả mọi người thứ thứ nhất gửi tín hữu Corinto Vì vậy, toàn bộ đời sống đức tin của mọi Kitô hữu đều quy chiếu vào một nhiệm quan trọng này. Trong cái nhìn hiện đại, việc Chúa sống lại không phải là một sự kiện mà con người dễ dàng chấp nhận. Người ta có thể nêu ra những nghi vấn dựa trên lý luận thông thường, đó là con người chúng ta sau khi đã chết thật sự thì không thể sống lại. Còn nơi Đức Giêsu, đấng chúng ta đặt chọn niềm tin là một Thiên Chúa người, cái chết đã thật sự đến với Ngài. Chúa đã chết trên thập giá được mai táng trong mộ ba ngày và đã trỗi dậy. Điều này đã được các tông đồ tận mắt mục kích và các ngài đã can trường làm chứng, đặc biệt qua các chứng từ của thánh phêrô và thánh phaolô. Đối với các tông đồ và cộng đoàn jerusalem tiên khởi, niềm tin của họ là một niềm tin rất chắc chắn vì đã được trải nghiệm cụ thể. Họ đã tận mắt mục kích và làm chứng, cho dầu phải đối diện trước cái chết. Trong suốt hơn 20 thế kỷ qua, niềm tin đó được truyền thụ lại cho các thế hệ và cho chính chúng ta là con cháu các ngài ngày hôm nay. Cũng vậy, hình ảnh về ngôi mộ trống năm xưa cũng rất ý nghĩa đối với chúng ta trong cuộc sống đức tin hôm nay. Nó biểu thị một tâm hồn hoàn toàn rỗng tuếch khi không có Thiên Chúa ở trong đó. Đồng thời, hình ảnh này cũng gọi mời chúng ta phải biết cách làm cho tâm hồn của mình trở nên trống rỗng để được Thiên Chúa lấp đầy. Sự khao khát đi tìm kiếm Thiên Chúa sẽ được Chúa cho no thỏa nếu chúng ta biết chân thành chạy đi để kiếm tìm Ngài buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần cũng phải trở nên một khởi đầu mới với ánh bình minh chiếu rọi để xua tan những chỗ u tối trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta cần tiếp bước dấu chân của Maria Magdalena, của Phêrô và của Gioan khi mặt trời vừa mới ló dạng để đến với Chúa và chúng ta sẽ tiếp cận được đấng phục sinh trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các thông tin trên website của tỉnh dòng Sa La Việt Nam, dongboscoviet.info hoặc trên website tiếng Anh của vùng Đông Á Châu Đại Dương bosco.link. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương mục điểm tin trong tuần tuần sau.